lúc dù tiền nó giàu cũng nhân chớ nhau cũng lúc này chỉ nhân chớ vậy sáng sớm mới tự nhiên lo sáng lâu mới tự nhiên giàu bộ bên chơi sáo sáo rồi như ít xa lo ô này bộ trong này cô nhớ xưa chơi hậu lo gì tu xưa chơi hậu ý thong dòng xưa chơi vô này do thế lại tao khó dòng xưa ôi yo su tao in đồ nói tôi thấy cũng chơi cho mấy tôi bữa nay chỉ bố mẹ nhau học từ lên lỡ cho nhau không có cho các anh nghe tôi bố mẹ na cha mẹ tôi từ ta lên lỡ hú cho cú lơ tôi bơ chi o p o xa o gì o nhớ trong trâu chặt nhẹ chặt chỉ thia chặt phương thiết sơn đan tô chín anh đàn non nhớ tàu sát tết chấm lo này giọt nửa cu giọt o tu phân nhẹ trong linh nọ thia nhớ trong tận nửa trò video trên nửa cu tàu hay chớ trong tận nửa khó nửa chờ nhẹ giao cân cầu li trên hú non nửa cu tàu giọt tàu tu nhẹ giao ở nhớ tàu sát lao là nè tu nà lúc cho linh liên nè trên non nửa cu ở chống ở còn đó nửa ta linh nọ là thia tu nhẹ lo là nửa cu luôn chỉ thia vậy khó kể trong xiết cho trong tận nửa nè và nương chờ chập lại nhớ thảo nương luôn nhanh hệt tiền nương chờ cho ít tu nè giàu lò bự ít xa họ ít tu nè lò bự ít xa nó này giọng chè ít xa nương và chủ do hệt tiền ó tu bận nè bự ó xa mà nương thiết lì ở trong xía do nương cho kiện chờ lo chập lại và nương nhớ của chị bảo hệt tiền do lý cha chỉ nương hòn chờ ít tu bự xa lo ít tu bự xa xì tu bận nè xứ ấy có tu bự chỉ ta này giọng có tu bự chỉ tàu ấy với cha có yến chờ ít tu nè giàu luôn lì vì nè giàu ra chạy luôn lúa cưng gạo lì chén nên chân chớ cái lì nữa ta chỉ cú xa thì à mua nè lo nè giàu được bùi ở rồng trở lên nên lúc xia xa tê giàu nè giàu chính anh và chân chớ nè giàu ấy họ vừa tàu nè lo nè giàu lợ chạy tê giàu nè yên bao hà thì à nhua xiêm bồ lì chả lấy hà thì à nữ mua cái lò rèn bồ lì chả nữ họ mua cái rồng xiêm bồ lì chả nên họ chớ ta bồ lì tư vừa tụ y lời mua vừa tụ o chỉnh mua vừa tụ bé thì mà cũng bỏ thì ít xia chính anh nên mua bé lâu tụ bận nè thì em nên hòn chơi bận nè trong lịch trả thi em nên xả tàu bận nè giả tư là do hải tiền nên xả tàu bận nè lúc chiến cầu sư là do hải tiền nên họ xả tàu thầu bận nè chỉnh luôn lúa rồi rồng cao lại cho là phù hợp bền đỡ là do hải tiền nên lúc chiến nên họ xả lịch trả nên họ xả vừa gì chưa cầu tụ ta chỉ do hải tiền nên tụ nè lo in hộ lịch trả nên chỉ nên họ xét chỉ khánh nên họ chế ta lì thế nên họ chỉ xả bún nên tụ nè lo vừa thả luôn ra thế nào mà giờ nhớ trong chín năm mà xét lo chắp lờ lên nè, ta chỉ xét nó tàu bận nghiệp phim đánh lừa, lấy hạt tiền bận nghiệp phim một thả tàu săn đào lợ vị tí khó chín năm xét lo trong lên nè, ý à tàu chín năm nọ nữ tư tàu nữ tàu bận nghiệp lo nọ nữ cũng chỉ hạt tiền phe một lít trà thiếp, cú như cái bỏ nữ mua tú mon chảy lo lợi thiếp, ta chỉ vị hạt tiền nữ cô chờ nghiệp giàu thiếp, nữ nhớ trong khó hay nôn trải tiền nữ chờ nghiệp giàu này giọng thế cũng sai nữa cũng vậy tôi nên của liệu của tế đó đi sư thiên nữa cũng chỉ hà thiệp ý tôi nên nhóm bùa nhu luôn bảo lý trả thiệp ta chỉ nữa cô ý học học video này sẽ được bỏ được hà thiệp cá nhân tôi lại chẳng hướng cao từ ta lại giống cá nhân tôi phú hướng cao nào này vậy nhất trong thời tu niệm lo tế giàu nhất trong thầu của mù của đạo do là gì thì mù của hậu lự do chỉ sa pú cho trong thời tu chỉ là một thà luôn cao chú ya cho một khứ nhẹ ta chỉ nhất trong thời chỉ nên lúc xếp nhiều nhộng ở chế có một khứ tao nhẹ tư dù lúc nên tư trò nhẹ cưng cầu li tu niệm chế thì cho có một khứ nhẹ khứ chia là ba trò tê mi tu mi nhỏ lò nhất trong thời có một khứ tao y o chia y o như ba sư lò chỉnh một pú luôn cao ta cần luôn cao nhẹ con này vậy giờ khả năng giới khảo và dầu tu sửa cơn cầu li hạt địa bón nè nhất trong họ lúa vào lúa chè nhất trong đợt tu nè lo nó nên sai nửa luôn trên mua luôn xem mà chỉ hạt địa luôn trên mua rồi luôn thì lò rèn từ trong cầu li và mỗi giờ đã chỉ có lò rèn này nhở chú giờ hạt địa lại nhon gì cầu cờ và nó tu chỉ trong sửa là hạt địa trong luôn thay đua trong tảo xứ họ chỉ mua ít hạt địa ở mua lúa sửa luôn thì mua khó kể lò rèn nửa chú giờ hạt tiền là ở trong tài cỡ là thay vì điều lấy thay một vị trâu ấy cỡ là họ bỏ hạt tiền nửa ít nhau luôn xứ ta chỉ cú bỏ tao hạt tiền tu nè chế nó nửa cú giờ ít tu nè chế trong cái cầu lý lợi thiệp giờ giờ nó thay vì điều là do lử tu quan địa rồi chỉ cản đó tu nè giàu thế tu chỉ thay đua ở xin nữ xin nè trong lý nọ thiệp nửa giờ ít họ bỏ nó giàu tu xiết cái cầu lý nè nên chỉ sẽ đợi
sai xem mà xem nó thì mình ở tụt chỉ nó lười tao đang gọi linh nó chết xa chân chỉ lý cô nia cầu cha cày dài cô muốn cho ta nghe nó cô chỉ tao dùng nó đi bùa dâu mó có dọ ba tụt tư rồi ra tiệm có dọ bọc cá chè chỉ nữa rồi mi cha ai cho chính anh ở nhà họ xíu lo ở luo họ phim xá cả tàu ô tu lọ bự ô xá rồi lên nọ ai giờ tiếp bao nhiêu nè xá tàu ô tu lọ bự ô xá lên nọ anh ấy bỏ tàu xe thia anh ấy bỏ rong xe mà anh ấy bỏ vừa cho tàu họ thia chỉ chỉ ý tu bao nhiêu anh lọ bỏ ô tu chính anh ô xá xem người họ vừa rong đi trả thia bé mong của bỏ một chiếc xe tu ở mua mua như xem luôn nu thì lịch trình vừa để giàu sư họ cho mua mua như xem luôn nu này tí cho cái khánh vừa để giàu sư nè ở linh tư chế do thiên linh tư mua do chế linh tư tư chuẩn để giàu ta thọ lý lợi chế lúc nay tư trả cáp pi trở nhẹ tư trả cáp pi thơ ta ở mi tu mình nhọ tư trả cáp trong để giàu y pa để lo y pa chế tư trả cáp pi trở nhẹ tu mù là thiên còn nói với họ ở chỗ tu xía cần gầu lì chỉ nhất toàn tại tu chỉ nói chế này cũng ở tàu trần đi nữa cho kiến chờ thiên cho kiến ru xía hạt địa nương chân chờ để lo để giàu nào này ạ vì nữa cho kiến bao xóa xứ chế này nhưng ở xã cái tàu ít tu để giàu là pu ít xa tu để lo pu ít xa là chế họ nói với họ và nói giống trong đời nữ, thế giàu bé bỏ nữ mình chỉ do cho cái giống ta chỉ nhớ trong đời từ khen chế như họ giống, thế chính đang chế nên đang bỏ giống cái này này ạ, à họ đã nói nên cho chính đang bữa nay họ tàu vừa nể giàu rồi họ tiền nên họ chờ cho nên chỉ họ té tàu cá tàu cù tàu bao rồi họ tiền chính đang lúc xưa nữa họ giống đi trả vì dù do bận nhiều sự chế cũng những chỉ bao giống họ tiền chính đang lúc xưa giống đi trả ở nhà chính nên họ xài vừa bận nhiều chống tam bảo ly ấy giờ vì lý cha chính nên hòn chơi khó tư ở hòn chơi bận nhiều rong câu là giờ thì xá tàu bận nhiều lúc chế chít chế là giờ thì xá tàu đã chỉ cho rong được bận nhiều ta chỉ cũng chính tàu thì ý tư bận nhiều bỏ sinh vừa ở nên ý tư chính nên mua ở bận nhiều thì nửa họ chỉ sinh nửa họ thả nên là chế nên giờ chỉ tàu nửa lúc chế chít chế là nửa đi nè nên giờ chỉ tàu nửa lúc chế câu sư chít chế ở giờ thì chít chế này này giờ thế rồi nay rồi do tụ cầu là lo tứ mua nay giờ do tụ bao chi là lo tứ mua ở nhất trong tài cháu ở cả rồi nay là chế nửa chi họ tiền nay rồi khí chia nửa lúc chế là họ nay rồi chủ tàu họ tiền ở tụ cầu tụ bao chi là nó nè ở nhất trong tài khó và nay phi sát xa tàu là lúc chế câu sư ở lúc chế luồng câu nó này rồi ở thế rồi nay tụ nhiệt chế nay thiết lý do tụ thơ tụ tàu khí chia là nửa tứ mua thiết họ nhất trong tài ở cho biển có mỏ á và nên chân cháu ở nay phi sát xa tàu là lúc chế câu sư nè จะนอนเจจะนอนยากจะบ่นอนหรือให้ยากยากจะเป็นนิ่งชับเลยนี่นะเอว่าช่วงนั้นตอนจะเนี่ยจะสีเทียจะพุ่งเชิดสดว่าเราปัดเส้นกากุศลุชิเหอเทียเอม่วนหลวงช่วงตอนเอยากเทียเล่นตื้อหอจิตเจ้าเชี่ยเลยเทียเล่นตื้อหอปอกกาเต้นะจีหอเต้หอกาหนอตะกุตะเป้าตะหนอเทียจีนิ่งลุเชี่ยหนึ่งหอจงดีจ่ากูมาลีหอเต้ชาตอนเต้ตอนนี้เสดเตาหนอโอเคด้วยนะเอว่าช่วงตอน